Nhờ chồng làm việc khi đang làm việc khác. Chồng ơi. Dạ. Cho vợ xin cốc nước được không? Vợ cắt nước. Oh my god. Vợ không biết. Biết cái gì? Ai là nóc nhà đây? Ai là nóc nhà đây? À? Thế ai là nóc nhà? Chồng là nóc nhà hả? Thế thế chồng là nóc nhà làm sao? Vợ không được sai chồng làm viết ấy. Trời ơi. Nếu chồng muốn làm gì, chồng làm nhé. Ghê nhỉ. Ok, thế bây giờ chồng làm gì? Cặp nước cho anh. Thấy anh nhanh bày đặt. Mệt quá à. Đây, nước cho vợ nha. Thế bây giờ chồng làm gì nữa? Chồng muốn làm gì? Chăm con. Đấy, chăm con đi, chăm đi. Đây, con đây. Mệt quá à. Nóc nhà đây. Nóc nhà. Chăm là nóc nhà. Nó, ai là nóc nhà con? Ai là nóc nhà con? Không biết.